Một buổi sáng bình yên ở bên đảo Nanaimo, Vancouver Island. Không gì bằng mình ngồi đây ngắm cảnh cuộc sống bình yên, hy vọng mỗi ngày được bình yên các bạn ha. Mình ra đây đi đi câu cua với anh Bảy mà cua không có đủ size. Thấy đẹp không các bạn? Ở trong bờ nên cua nó nhỏ, khi nào mà mình đi ra tàu xa thì cua to nhiều á. Mình thấy từ xa có con siêu, cái đầu nó lú lên rồi các bạn, hay là con sea otter gì đó, đẹp hết các bạn. Let's see any. Oh yeah, they're in there. Oh, I saw it. I see. Oh, these ones look big, Mom. Whoa, let's see, see. That's Mom. Amazing. Bring the ruler. Yeah, that one looks big for sure. Let them get away. Oh my god, anh Bảy nè các bạn ơi. Hello anh Bảy. Hello. Anh Bảy in the morning. Oh my god, but I don't think they're enough size. No. They like the unit. Yeah, I have, but I left in the car. I forgot in the car, yeah. See right here? They have the size red rock dungeness. Oh, maybe this one. Yeah, for dungeness. À, anh Bảy kéo lên nhưng mà không có đủ size các bạn, mà có. I think small. Maybe that one. Oh, maybe small. Yeah. I think small. Maybe you guys missed a little bit. Oh, small. Missed a little bit. It took us like we keep pulling them up like that too. Anh Bảy phải đi để xuống biển là tại nó không đủ size. As long as you work a little bit. The fish and the crabs. Con bự nó bò ra kìa anh. Chắc con nói được á anh. Try it. Try it. Okay, to here, right? Yeah. No. No. Right, a little bit short. Yeah, you need not the need oh, to grow. I don't know. Maybe. That looks pretty close. Very close. Close? That yeah. is. Yeah. Oh, yeah, I didn't go like this. You could test it, like put it in the water, and then somebody else might have a. Yeah, that's small. Yeah, we forgot in the car. Yeah. Yeah. They charge a lot for a fine. Bây giờ anh Bảy kéo lần thứ nhì chỗ này các bạn ơi, hy vọng là anh Bảy được con cua bự. Nó không có chỗ này mà nó không có đủ, phải bự, bị ngang tự dài hơn cái đồng cái la cái tiền của mình đó. Yeah, nhưng mà nó không có đủ size ha. Ồ, nhỏ nhỏ mà phải có tàu á các bạn, phải có tàu đi ra ngoài khơi chút thì mới cua bự, nó phải thả xuống á, nếu không thì bị phạt nặng lắm. Cua bự mà không có đủ size anh Bảy ơi, đi câu cho vừa nè, đi ra chợ mua chắc ăn, nhưng mà mình phải làm video các bạn ơi. Ở cái này đủ găng me chưa? Cái này găng me nhưng mà chắc không được, phải 500 đô quá thôi, không dám đâu. Hôm qua có nhiều con gần đủ luôn ha. Lụm gì găng me đi. Lụm gì găng me chắc bị 500 đô quá. Để nó lội. Thêm một cái lồng này nữa nhưng mà cũng không có, hình như không có đủ size á. I can see, it's not a good size yet. No, no, please. But I'm scared to touch. What? Baby. Well, maybe only one. Not a big one. No, even big one, baby. Small, so. All the babies. No, but too small. There'd be a lot of work if you're gonna eat those. Anh Bảy kéo này. Oh, cái này not nhỏ không à các bạn ơi. I don't know. Oh, they're so small. I think because
If you want a big one, you have to go further far, right? Yeah. You need a boat to go farther. That's the thing, yeah. Đây nè các bạn ơi, chiếc tàu này là tàu người ta đi từng đi gì đó, đi kiểm tra, đấy như đi patrol division đó. Hôm nay mình thấy được là các bạn thấy không? Chắc người ta đi lâu, người ta đi ghé mấy chiếc tàu rồi, có người ta có license, có giấy phép chưa? Hay là đi xét coi người ta bắt cua bắt cá có đúng luật không đó các bạn. Hôm nay mình thấy nè. Đây anh Bảy cám này lần thứ mấy? Lần thứ ba không? Lần thứ ba chục con nhỏ nữa rồi. Đây thì kéo một lần nữa, anh Bảy kéo lần nữa coi có không? À con nhỏ không à. Ờ anh Bảy câu con nhỏ không à. Có con cua màu hồng ngủ hả? Đây là hướng dẫn mình bắt cua đúng sai đó các bạn. Hay nhỏ thành mấy bảy dục lại. Dạ nhỏ anh Bảy, nhỏ hơn mấy con đầu tiên nữa. Hi. Trời giống nghèo quá. Hi. Đi kiếm mình à. Mèo của ai không biết mà đi kiếm mình rồi. Ai lên đây làm kiểu hả? Hi. So cute. Cao cao. Hi. Hi. Hello. Hi, mèo của ai mà lại nhõng nhẽo với mình đây? Oh, so cute. Hello. 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 Hi. Hi. Rồi, mới nói ông đó, xe ông kế bên giờ ông tắt rồi. Các bạn ơi, chuyến phà của mình đi bị delay 18 phút. Bây giờ tụi mình đi xuống phà đi về lại Vancouver các bạn ơi. Bây giờ phà sắp tới. Mình đang ngồi trong xe. Mình có bút vé trước mà mình đợi sớm chút mà mình được ngồi xe, mình đậu chiếc đầu tiên ở chỗ tầng số 4 nên mình ngồi đầu á. Bây giờ mình đang chuẩn bị lên bờ các bạn ơi. Chưa thấy cái này nó hạ xuống hả? Hay là nó để vậy luôn? Đây. Mình đang ngồi trong xe, mình không có dám ra ngoài đâu. Đây, bây giờ hạ cái này xuống để xe chạy lên được. Các bạn ơi, ừ, tôi thấy lái xe nhiều người lái xe giờ ghê quá.